Tòa nhà 3 tầng phía sau chợ Đồng Xuân kéo dài tới một phần phố Nguyễn Thị Thuật và phố Cao Thắng, chính là chợ Bắc Qua. Đây vốn là khu chợ tạm được hình thành khoảng thập niên 60. Ban đầu chỉ là khu đất trống dành cho những người buôn bán từ phía bên kia sông Hồng sang. Lâu dần, nơi đây thành một khu chợ sầm uất với chủ yếu các mặt hàng khô. Do chợ Bắc Qua gắn liền với chợ Đồng Xuân, nên người Hà Nội thường gọi chung là chợ Đồng Xuân Bắc Qua. Rất nhiều hàng khô được bày bán. Các kiosk sàn sát nhau. Bao nhiêu năm nay, những tiểu thương trong chợ cứ nối tiếp nhau dọn hàng, xếp hàng, buôn bán từ đời này qua đời khác. Cái ngành của mình là ngành hàng khô. Ngày xưa nó nằm ở trên chợ Đồng Xuân. Thế xong rồi sau khi chợ cháy thì là người ta xây lại chợ, thì đến lúc mà người ta phân bổ mặt hàng ấy thì người ta lại cho ngành hàng khô xuống Bắc Qua này. Bác cho em hỏi cái nấm hương kia, loại đấy là loại mấy ấy nhỉ? Đây là nhá, bao cái, tiền nhỉ? Cái nấm hương này này thì cái này là 260 một cân này. Vâng. Đấy. Thế còn cái loại to hơn như này, cái này là 270. À. Đấy, 270 một cân. Cái nấm trung tròn to Đông Bắc. Đấy. Cái Đông Bắc này thì ngon này, dày ngon. Ăn vừa thơm vừa ngon vừa dày. Nó ngậy nấm. Còn cái loại nấm mà vỡ xào như này thì nó để kiểu người ta làm mọc ấy thì nó chỉ 200, 190 cũng có, 200 cũng có. Nó không thơm bằng như kia. Đấy, nó thơm bằng nhưng mà nó vỡ cánh. Cánh nó vỡ này này. Chứ nó không tròn 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 như cái này. À. Những cái cánh tròn ấy, đấy. Cái loại to này là ngon loại nhất. Một đúng không? Loại loại này ngon nhất. Cái nào ngon hơn cái nào được đâu? Ở đây chỉ có hai loại măng Tuyên Quang với măng Yên Bái thôi. Nhưng mà nó có măng nứa, măng vầu, măng củ, măng mầm, măng bẹ. Loại nào cũng ngon bởi vì nó lại phải phụ thuộc vào cái sở thích cái người làm, người nấu, người mua. Vàng hơn nó là vùng Tuyên Quang. Còn nó hơi phớt phấn này nó là vùng Yên Bái. Đóng hàng cho Bắc Ninh chưa? Chị đóng rồi, chị báo nhà xe rồi. Thì đến một lúc nữa khoảng 11 giờ, 11 rưỡi thì là chị chuyển sang xe. Thế chị treo thêm lạp sườn lên nhá. Có, xong rồi chị treo thêm, chị đang ra, chị đang dọn xong rồi chị treo. Chị đang dọn xong rồi chị treo. Hôm nay chị nhặt hàng cho anh Hùng nhá, anh Hùng Gia Lâm nhá. 3 cân mực, mỗi cân 10 con. Rồi. Mỗi cân 10 con với 2 cân cá. Rồi, ok. 4 tạ đi Cổ Nhuế. Thì mình gọi lên là chuyển đi luôn anh. Chuyển đi luôn đấy, không cần. Nhưng mà phải mỗi bao 30 cân chị ạ. Chị ơi, thế hôm qua chị gửi lại cái cân tôm cho em rồi đúng không ạ? À vâng, vâng. Thế thì chị gửi anh Trung ra giúp em nhá. Dạ vâng, vâng ạ. Ok chị, vâng. Em cảm ơn chị. Mình bán ở đây lâu rồi. Từ thời mẹ mình được khoảng trên 40 năm. Xong bây giờ lại đến nối tiếp đến là mình. Mỗi ngày, bà Liên, chị Thu hay chị Quỳnh cũng đều đều với công việc của mình. Giới thiệu mời khách hoặc kiểm tra bán hàng. Theo những người chủ hàng ở đây, trước kia, chợ vốn chỉ bán buôn. Còn bây giờ, việc kinh doanh trở nên đa dạng, linh hoạt hơn rất nhiều. Trước đây thì là bán buôn, thì là rất là
chợ chưa kịp mở hàng ra, chưa mở cửa thì mọi người dân là khách đã vào luôn rồi. Thế nhưng một thời gian là kiểu như là các cái nơi mà đào vàng đâu biết ý, nó bỏ. Thì thành ra bán buôn là không còn nữa. Thế trước là tôi bán buôn, tôi bán hàng ô tô tải, nó về tận nhà nó đóng ý. Thế nhưng một thời gian là thôi, những cái nơi mà đào vàng nó không có nữa thì tập trung vào bán buôn ở gần gần đây thôi. Thế rồi thời gian sau rồi bây giờ là chỉ có bán lẻ vì nó bão hòa rồi. Bắc Qua được coi như một khu chợ chuyên biệt về các mặt hàng khô lớn nhất của Hà Nội. Đồ khô không chỉ là măng, miến, mọc nhĩ, nấm hương mà còn bao gồm cả bánh kẹo, đường sữa. Màu sắc và mùi vị ở khu chợ này cũng rất đặc biệt. Những người bán hàng ở đây ít như chị Quỳnh thì cũng dăm 7 năm, nhiều thì như bà Mùi hơn 50 năm. Trước đây nó là hai chợ riêng biệt, chợ Đồng Xuân thì trên kia và chợ Bắc Qua dưới này, nó chỉ có một đường đi Đồng Xuân xuống Bắc Qua, có một cái đường đi xuống đây thôi. Thế rồi thì là cái chợ Bắc Qua này trước đây là chỉ bán hàng khô, thế rồi chè, rồi kiểu như rau quả các cái. Alo, dạ, măng dối đẹp thế. Măng dối là giá bao nhiêu của cô? Cái măng bầu giá bao nhiêu? Dạ, măng đẹp quá cơ. Đấy, mai chỉ 6-2-3 nhá. Đây là ngôi chợ nổi tiếng nhất ở Hà Nội và chúng tôi đến đây tìm hiểu và khám phá ẩm thực. Nơi này ồn ào và không giống bất cứ điều gì bạn có thể tìm thấy ở Nhật Bản. Hôm nay có các bạn của em đến từ trường trao đổi là Chichimekan của Đại học Ngoại thương hôm nay. Các bạn có một cái project là tìm hiểu về Vietnamese cuisine, ẩm thực Việt Nam. Em muốn dẫn các bạn đến đây để có thể thử trải nghiệm cái không khí cũng như là những cái đồ ăn ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội. Lần đầu tiên mà em mới đến vào trong chợ, chứ bình thường em sẽ chỉ đi bên ngoài thôi, thì em thấy là chợ nó khá là truyền thống, đặc biệt kiểu mọi người cũng rất là nhiệt tình và đồ ăn, thức uống gì đây cũng rất là lạ và đa dạng rất là nhiều. Chúng tôi vừa tới Hà Nội hôm qua. Hướng dẫn viên du lịch và những người đến Việt Nam trước chúng tôi đều nói rằng đây là nơi đáng đến, có nhiều điều thú vị, đáng để xem. Và chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy mọi thứ được bày bán cùng một nơi như thế này. Nó khác hẳn so với chợ ở Pháp. Ở Pháp chúng tôi có chợ bán thịt, bán rau, chợ bán quần áo, chợ đồ gia vị. Không giống như ở đây. Ở đây tôi thấy mọi thứ đều được bán trong cùng một khu chợ. Chúng tôi đến đây và thấy có nhiều màu sắc hấp dẫn. Tôi không biết hết các loại nên muốn mua mỗi thứ một chút để thử. Thích chứ, cho nên là những hôm nào mà nghỉ ở nhà nó cũng thấy buồn. Thế thì cũng muốn lên đây, cái thứ nhất là bán hàng, cái thứ hai là giao lưu với mọi người. Nước trong, nước ngoài, rồi người mình, nói chung là nó vui vui. So với ký ức của nhiều người bán hàng lâu năm ở chợ, thì sự tấp nập bán buôn đã giảm đi nhiều. Chợ bây giờ người mua thưa thớt, những mối hàng vẫn được chuyển đi, nhưng số lượng cũng giảm đi nhiều. Người đến chợ chủ yếu là khách mua lẻ, khách du lịch. Tôi mua nhiều thứ lắm. Ví dụ như là bánh đa nem này. Còn bạn tôi là mua vải này, may áo dài này, mua vải để may váy này. Quanh tôi thì có rất là nhiều cửa hàng thương mại đấy. Ví dụ như cô này có ở Royal nhưng mà cô cũng phải lên đây cô mua. Đấy chứ. Tôi thì gần Bixi Hà Đông rồi thì Bixi Thăng Long rồi Bixi Nguyễn Xiển. Nhưng mà tôi không thích mua mà tôi lại lên đây tôi mua.
Chợ Bắc Qua này thứ nhất là giá nó cũng mềm và nó nhiều hàng để lựa chọn được tốt. Cả ngày ở chợ, nhịp sống của những tiểu thương cứ đều đều mỗi ngày. Dọn hàng, đón khách, ăn trưa, tếu táo vài câu chuyện hay tự chăm sóc bản thân như thế này. Thường xuyên có một bác sĩ nghiệp dư, họ cứ đi quanh chợ, ai cần đo huyết áp thì họ đo, và mỗi lần đo thì đó là mất 10.000. Rất là tiện cho bọn tôi vì để bọn tôi theo dõi cái sức khỏe. Nằm phía sau chợ Đồng Xuân, khu chợ lâu đời và nổi tiếng bậc nhất Hà Nội, chợ đồ khô Bắc Qua vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng người Hà Nội và du khách bốn phương. Một cái lấm xiên, một cái đông cổ. Hết.